Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay lại channel của mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Mist. Thì hiện tại tập trước thì mình đã lấy xong chiếc vị đầu tiên của con game này. Cũng khá là dễ bạn, cũng khá là ngắn và dễ thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi tiếp tới round 2. Đấy, thì trong co lúc này thì mình cần mới gặp thằng Easy các bạn. Thằng chấp cây của vùng này nha các bạn. Chúng ta sẽ đi thẳng tới là mình nghĩ là sẽ tới đó. Ôi vãi. Con Squirtle. Trời ơi, cái gì đây? Con này chắc chắn không phải là nước rồi đó bạn. Nhìn nhìn giống tảo biển. Ồ, vãi chết xít là hãy tỏ à. Ôi vãi, hãy tỏ kìa. Đúng rồi, hãy tỏ bạn ơi. Nó xài được thì kêu Gazolip kìa. Dám nói là hệ cỏ với hệ nước lắm á. Em bèm chết con EV mình rồi. Giờ phải quay về hồi máu phát. Cái này không tương tác được với con Pokemon đi theo đằng sau lưng nha. Level nữa là con biết lúc nó sẽ chiến qua rồi bạn. Bèo. Bocchiella. Rồi, mình đã tới được cái thị trấn tiếp theo nữa bạn. Ở đây đây, đây là nhà khu mà của thằng Busy nữa bạn. Dimension Garden. Đây chính là nhà của thằng Busy nữa bạn. Toshio. Garoplan. Đây cái thằng ngồi ghế chắc là thằng Busy đây. Ôi thì kêu lặng này. Đúng rồi, nó là Busy nữa bạn. Rồi, Busy cho mình 5 cái Super Poison. Nó nói là ở dưới nhà của nó là có một cái team phản diện tới thường xuyên tới phá nó các bạn. Đây chính là cái team phản diện này đây. Đây là team Corrupt bạn. Team Corrupt. Lại là triệu hồi Legend Gen 4 rồi. Azeroth, Dera, Bakira nữa các bạn. Thứ nguyên. Những gì thần thời gian và thứ nguyên và sáng tạo.
Ồ, ông Team Leader có à, con robot. Nói lộn cho ông chấp gì hình nhớ, xong rồi ông Team Leader nó lộn. Liệu quá. Ơi nóng cho mình đỡ con. Mình vẫn chưa cho đỡ con luôn. Robot này đánh nãy giờ là ta tính biết hơi nhiều rồi đấy. Không biết lúc mình tiến quá đó bạn, đây là 16 rồi. Đó chưa, biết lúc tiếng quá. Mình nghĩ nó vẫn giữ cái hệ là hệ nước, chứ sau này thì tiến quá cấp cao theo hệ thép thôi, chứ nó không có thay đổi hệ đâu bạn, chỉ thay đổi hình dạng thôi. AC nó nói mình là cần phải đi lấy chiếc huy hiệu thứ hai. Như Pokemon à, Pokemon mà không cần hỏi các bạn. Giờ mình sẽ đi về phía bên này. Daroba. Trời, Pokemon mạnh thế. Pokemon bắt đầu ở đây đã mạnh hơn mình nữa rồi. Chu là cày lên vỏ đầy đã lắm đây. Có học kêu baby đoạn ấy các bạn, học baby đoạn ấy có khi là nó sẽ tiến quá thành Citizen các bạn. Mấy
muốn con EV mình tiến qua hệ ma cơ. Để EV tiến qua được hệ ma thì các bạn phải có một tuyệt chiêu hệ ma học cho nó nha bạn, thì nó mới tiến qua được. Chả có cái gì hồi được cái này. Charmander. Charmander one hit. Oh, có một Bobby ngon. Mình đã tới được Phelum City nữa bạn. Gì đây? Nó nói là hồi nãy nó muốn chia sẻ một bí mật cho mình. À, hồi xưa nó nói là cái cây này từng có một con Celebi xuất hiện ở đây và từng chơi đùa với nó bạn. Nhưng mà sau khi mà nó lớn lên thì Celebi nó không còn xuất hiện ở đây nữa và đã không còn thấy được Celebi. Đây. Nó cho mình tấm vé Legacy Ticket. Đừng nói tấm vé nãy cho mình đi gặp Celebi nha. Đầu game mở cho mình đi gặp Celebi lấy gì đánh. Đây chỗ bán đá này. Đá lửa, đá nước, đá cỏ, đá lửa, đá điện. Đá stone, đau stone, fuck the fairy stone. Phải cái có đá tiên. Gris stone, Avaliation stone. Ây chà, hai cái này lạ thử rồi. Mua thử coi con EV có thể tiến qua được không nha bạn. Mua thử thôi. Mà chú ta thử cho nó sell lại cái. Lỡ mà con EV nó tiến quá lên không đẹp như mình thích thì con thử còn lùi để được. Để thử coi có xài được không nhé bạn. Chưa biết là xài được hay không đâu. Không xài được nữa bạn. EV có thể tiến quá được nha. Chà, căng. Ô, con Spear. Oh yeah. Nó nói là món quà này đến từ Jeffrey Damien ở vùng Unova. Nó cho mình một con Pokemon, con Spear, con gấu, con hải cẩu. Ôi trời ơi. Không phải hải cẩu hay điện vậy mà. Đấy thiệt. Hải cẩu lạ nhờ. Đem cái test. Xem con hải cẩu này như thế nào vậy. How to hải cẩu. Ôi trời Lucio, bất định. Ủa con vậy, con hải cẩu này nó đâu có thay đổi đâu bạn, đây là vẫn con hải cẩu bình thường mà. Đây cái hình dạng này vẫn là hình dạng bình thường nha. Ừ,
vậy con hai cẩu này chỉ được cái hình ở bên trong của cái đét thôi. Quất. Quất. Hai viên đá này thì nó sẽ giúp PB mình tiến qua, nhưng mà không biết tiến qua thành dạng gì. Chắc là mình sẽ thử các bạn xem nữa bạn. Ok. Mình sẽ sell lại rồi, giờ mình sẽ thử viên này trước đi. Aviation Stone trước đi nha các bạn. Adu Areon. Hai thiệt. Phải lên cho chấm hỏi. What the heck. Hãy bay các bạn ơi. Cái bị chết hãy bay rồi. No no no. Mình sẽ effect lại. Rồi mình sẽ thử tiếp viên đá còn lại. Viên Gridstone này cho EV. Xem cái EV hành hệ gì. Ồ, nhìn con này chắc đẹp nè. Oh my god. Titanium. Rồi, hãy thép. Titanium. Hãy thép các bạn. Nếu mình không hài lòng ở chỗ này, nó vẫn là dấu chấm hỏi nha. Đúng rồi, hãy thép. Nhưng mình vẫn thích con Ibihema hơn những con này các bạn. Rồi, thôi mình sẽ thả cho refresh lại nha các bạn. Rồi, theo như là hai viên đá thì các bạn biết rồi, nó tiến qua con EV hệ bay và hệ thép bạn. Hiện tại thì mình con thích con hệ EV hệ ma. Đấy. Thì theo như nhà sản xuất nó nói á, thì để tiến qua EV hệ ma thì chúng ta phần quái học thì kêu Shadow Ball cho con EV thì nó mới thể tiến qua là EV hệ ma được bạn. Chứ nó không tiến qua thật bằng đá. Đây là gì đây? Ồ, Beta Tower hiện nay vẫn đang khóa. Pokemon Training Center. Đây chứ là chỗ chèn Pokemon. Đây một cái gym nữa bạn. Thằng này tên là Izu. Giờ chắc là phải tìm tiền kêu Cerebon cho con EV các bạn. Cho nó học thì nó mới thể tiến hóa được. Phải cái Metan nè. Thằng này chơi ác thiệt. Có Camaron nữa. Tại mới có ngoài chiến không nha bạn. Trừ con con đầu tiên ra. Oh shit. Trời, nó có con này luôn. Super Saturn Gen 8. You have a Metan. Yeah. Bảo bèm gym luôn quá chắc. Thôi rồi. Gym hệ nước các bạn. Gym hệ nước.
Không phải. Pac-Mon, Pac-Mon. Một cây kẹo bút hình ốc sên. Norun. Norun thì nó phải có à không, không có Norun này. À con Norun chứ con mình lộn với con kia bạn, mình lộn tên con kia. Ok. Rồi, Mythic Water. Ok. Nhắn lên cho Ring Loop. Oh, vô đánh team luôn rồi. Oh, nhỏ Misty nè bạn, nhỏ Misty đến từ Kanto nè. Phải. Bây giờ nó là team leader của cái vùng này. À, ấy thiệt. À, bây giờ nó không phải là Zimitter mà nó là người giữ hộ và người giữ hộ cái này nên nó tạm thế vị trí Zimitter luôn. Không biết nó có cho mình huy hiệu không mày. Thì nó đâu phải là Zimitter đâu, nó chỉ là người giữ hộ mày. Snom. Oh, Snom à. Con sâu sen 8 nè. Con sâu băng sen 8. Ô, oh, nó có EV hệ băng. Ngon. Ăn Meta Cloud nè. Thắng easy vãi. Đây nó Pool Keeper là người giữ hồ mấy bạn, chứ không phải là Zimitter nha. Trời ơi, bây giờ nó mở cửa bí mật ra, nó mới cho mình vô gặp Zimitter. Vậy yeah, mình tưởng là Zimitter chứ phải chưởng thật sự à. Chỉ cần Zimitter đang núp trong này. Alexander. Oh, đây là hệ băng giống hệ nước. Oh, Alexander là hệ băng. Để lúc đầu mình lộn con Snow với con Turin thành con này nè. Đó, mình lộn hai con này nè. Phải trưởng. Mạnh nha bạn, thắng không nổi nha. Để mình đi cày mớ level cái mình vô đánh sao vậy. Mạnh quá. Từng level 23 lần. Để mình đổi con EV lên cày. Mới nói thắng easy ở tận dưới con Misty xong lên chuẩn bị hạch sức mặt. Còn chưa có một viên đá tên là Fairy Stone nữa, viên đá tiên. Giờ không biết có xài cho EV có tiến quá hay không. À, tiến quá hình không biết là hệ gì. Trẻ thành hệ tiên thì phải trưởng.
Giờ thử lần lần cuối các bạn xem nha. Đó. Giờ Face Stone đúng không? Thử xong lần cuối rồi trước khi kết thúc clip đi. Xem trước. Rồi xong. Giờ thử xem viên Face Stone tiến hóa không nha. Nó tiến hóa hình hệ gì? Ồ, giờ Face Stone tiến hóa hình Silicon nữa bạn ơi. Không có gì đặc biệt nha. Ok. Không có gì đặc biệt cả. Không có gì đặc biệt khi nó tiến hóa hình hệ tiên đâu bạn. Face Stone mà. Rồi, ok. Mình xin kết thúc clip đây đi. À, các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.